Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II khi được hỏi đâu là con đường về với Thiên Chúa thì Ngài đã trả lời: mỗi con người là một con đường tìm về với Thiên Chúa. Và trong cái tâm hướng đó, chúng tôi viết nên ca khúc Hành Trình Cuộc Đời. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chân đầy những vui buồn, từng ngày biết người và biết ta. Chính mỗi con người là mỗi con đường, đường tìm về trời, con đường nơi ta gặp ta. Đường tìm về trời, con đường nơi ta gặp ta. Muốn biết Chúa trời phải biết con người. Vì từng cuộc đời chính Ngài đã tác sinh, biết chính Chúa trời lẽ sống cho con người. Đường tìm gặp Ngài, con đường nơi ta gặp ta. Đường tìm gặp Ngài, con đường nơi ta gặp ta. Chúa đã xuống trần làm kiếp con người, Ngài từng đồng hành bên cạnh thế nhân. Sống với con người là sống cho mỗi lời. Đường tìm gặp Ngài, con đường nơi ta gặp ta. Sống thế trần đầy những vui buồn, từng ngày biết người và biết ta. Chính mỗi con người là mỗi con đường, đường tìm về trời, con đường nơi ta gặp ta. Đường tìm về trời, con đường nơi ta gặp ta. Muốn biết Chúa trời phải biết con người. Vì từng cuộc đời chính Ngài đã tác sinh, biết chính Chúa trời lẽ sống cho con người. Đường tìm gặp Ngài, con đường nơi ta gặp ta. Đường tìm gặp Ngài, con đường nơi ta gặp ta. Chúa đã xuống trần làm kiếp con người, Ngài từng đồng hành bên cạnh thế nhân. Sống với con người là sống cho mỗi lời. Đường tìm gặp Ngài, con đường nơi ta gặp ta.